Vâng, xin chào bác Đức Kiên Sơn. Và hôm nay mới giới thiệu bác một mẫu xe đạp mới về bên em, dòng Passion Line, thương hiệu tên tuổi của Mỹ, dòng đua cuộc bên em mới về. Đây là model của dòng Passion Line Leisure E5, là cái model cao cấp của dòng Passion Line, sử dụng với bộ vành nguyên cặp của Acid, vành và đũa căm E-Lock phần phần. Và bây giờ xin mời nhà tổng thể giới thiệu chiếc xe. Vâng, và đã rất lâu rồi em đã không còn về trước xe của thương hiệu Passion Line, thì Line em về được một chiếc dòng xe đua mới về, thương hiệu Mỹ, đến từ Mỹ, Passion Line Leisure E5. Xe đánh giá rất là mới, tổng thể xe đánh giá là tầm 90-95%. Xe mới chỉ dùng đi lướt qua thôi. Đây cũng là một cái mẫu thứ hai về bên em, thì trước đây em đã có về một chiếc nữa dòng Passion Line Leisure E5 rồi, thì đây là chiếc thứ hai về bên em. Với tông màu là tông màu đen, đặc trưng của dòng Passion Line, điểm nhấn là màu đỏ và màu trắng chạy trên những đường khung xe rất nổi bật. Xe được sử dụng từ hợp kim nhôm aluminium dòng T6. Hợp kim nhôm siêu nhẹ. Xe đánh giá rất là mới, tổng thể xe là tầm 90-95%. Mới chỉ đi lướt qua thôi. Đây là cái mẫu model Leisure E5. Một thương hiệu rất là nổi tiếng, đến từ Mỹ, Passion Line. Cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe của Passion Line luôn. Đằng trước cái logo của ghi đông xe thì biểu tượng hình chữ F. Đây, ghi đông của Passion Line luôn đó nhá. Còn rất là mới. Bên tay trái em sử dụng với bộ tay lắc chính hãng nguyên bản theo xe Shimano Gradit. Bên phải em cũng sử dụng bên tầng đĩa cũng là của Shimano Gradit. Đằng trước khung xe thì có biểu tượng hình chữ F. Càng nhôm không mối hàn, dòng càng cao cấp của Passion Line. Và điều đặc biệt là xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với cái cặp vành của Acid, vành hiệu, vành nhôm hai lớp, vành nhôm siêu nhẹ của Acid, vành và may ưu chính hãng của Acid luôn đó nhá. Và được trang bị với bộ căm E-Lock rất sáng, giúp cho các bác đạp trời mưa gió nắng thoải mái, không bị sợ bị han gì cho cái kia đũa hay là căm xe. Đây vành hiệu Acid đó nhá, vành nguyên cặp may ưu Acid và căm E-Lock. Lốp sử dụng lốp Ansport, kích thước lốp 700x25C của xe nguyên bản cho xe. Và dưới khung xe đây có cái logo mã vạch chất chính hãng nguyên của dòng Passion Line, vẫn còn series của mã vạch của xe chính hãng. Cái model của xe Passion Line là cái model Leisure E5. Có cả lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng xe đạp cao cấp Passion Line Leisure E5 này. Và đây là cái phiên bản mới nhất của cái năm model 2019 luôn nhá. Gạt đĩa Shimano của Gradit chính hãng nguyên bản theo xe. Bộ đùi đĩa chính hãng của Shimano cũng là của Gradit, còn rất là mới. Và chiều cao đứng của khung so cùng khung xe đây, em tính đo là size 52. Size 52 chiều cao đứng của khung xe, tức là thích hợp cho các bác cao từ 1m65 đến trên 1m7 đổ lên. Củ đèn đằng sau sử dụng với củ đèn Shimano Gradit. Và trang bị với 8 tầng lip chính hãng bản theo xe. Vành Mayer đằng sau sử dụng vành của chính hãng của Acid nhé.
vành và máy ơi hiệu chính hãng của Acid. Cam nằm không sử dụng cam lốp. Lốp Ampert kích thước lớp 700x25C nguyên bản theo xe. Cọc yên nguyên bản theo xe. Chính hãng. Yên của Castle Line đây. Yên còn rất là mới. Các bạn nhìn thấy bộ yên còn rất là mới luôn. Yên mỏ quạ. Và ở giữa đây thì nó có cái lỗ thoát khí cho các bác ngồi. Và các bác nhìn xích clip còn nguyên bản nó xe rất là mới nhá. Xe chỉ mới đi lướt qua thôi. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lít thôi. Và rất là mượt mà trơn tru vững nhá. Rất là nhẹ nhàng. Xuống lít. Xe được trang bị với vành nguyên cặp Mayer chính hãng của hiệu Acid. Và căm lái hẹ là căm tròn của Elox. Xuống đĩa. Đùi đĩa chính hãng của Shimano Gladis. Gạt đĩa của Gladis Shimano lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Đây là dòng xe đua rốt thương hiệu Mỹ mà bên em mới về của thương hiệu Petroline model Diesel E5. Đây là chiếc thứ hai về cửa hàng bên em. Và lần này em đánh giá xe rất là mới hơn so với chiếc lần trước. 90-95% xe mới chỉ thị trường lướt qua thôi. Rất là đẹp. Cái mẫu dòng xe cao cấp của Petroline. Tổng thể cho khu mình các bác đây. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe rốt cuộc bên em mới về thương hiệu Mỹ Petroline model Leisure E5 model mới của năm 2019. Và xe được trang bị với full group chính hãng của Shimano Gladis. Và trang bị với cặp vành nguyên cặp của vành Acid, Mayer Acid. Và được trang bị với căm hay là đũa Elox toàn phần các nhá. Chống mưa, gió, nắng, nó đi thoải mái. Và xe giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424. Và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.